Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn một số mẹo về sơn ha. Khi mà mình muốn sơn mới những cái ống tiếp sắt như thế này đó các bạn. Và cái việc mà mình vệ sinh cái sơn cũ đi đó thì nó rất là khó. Ví dụ như mình lấy dao đó các bạn, mình cạo á, nó cũng lâu ra lắm. Và mình lấy giấy nhám đó các bạn, và mình chà lên đây, nó cũng rất là khó ra. Nếu như mà mình không biết xử lý cái này đó các bạn, thì mình sẽ tốn công rất là nhiều ở trong cái vấn đề này ha. Và lúc này các bạn dùng một sợi dây xích đó các bạn, thì các bạn sẽ quấn một vòng lên trên cái ống sắt tròn này, và dùng hai tay mình kéo ha. Và mình kéo đến đâu là sơn nó sẽ bong tróc ra đến đó. Nó rất là nhanh các bạn. Và ở cái khung này đó các bạn, ở đây nó là cái sắt dẹp nè. Thì bây giờ mình thử, mình bỏ cái dây xích vô đây và mình kéo thử ha, xem nó có bung cái sơn này không. Đối với cái sắt dẹp này đó các bạn, thì cái dây xích nó không tiếp xúc được ở cái cạnh này và ở những cái cạnh góc này nè, thì nó bung được hết ha. Để tẩy những cái lớp sơn ở trên cái bề mặt này đó các bạn, thì trên thị trường á, nó có những cái dung dịch dùng để tẩy sơn. Và tuy nhiên á, những cái chất tẩy sơn này đó các bạn, khi mình mua thì nó cũng rất là mắc tiền, là thứ nhất. Và thứ hai đó, nếu cái lớp sơn của mình mà nó mỏng á, thì khi mà mình quét cái dung dịch mà tẩy sơn lên á, thì nó sẽ tẩy cái này ra rất là dễ. Nhưng tuy nhiên đó các bạn, nếu cái lớp sơn này mà dày á, thì mình rất là khó tẩy. Lúc đó mình quét cái dung dịch lên á, thì cái lớp sơn này nó sẽ bị nhầy ra, nó dẻo, nó làm cho dẻo cái sơn và nó nhầy ra. Lúc đó mình rất là khó lấy ra. Đối với những cái bề mặt bằng phẳng như vậy đó các bạn, để lấy cái lớp sơn này ra dễ đó, lúc này các bạn dùng cái đèn khò ga mini này nè các bạn, và mình bật nó lên thôi ha, mình khò nó. Sau khi khò xong rồi đó các bạn, mình dùng dao này. Bây giờ các bạn xem nè, nó bung ra từng mảng luôn ha, rất là nhanh. Và khi mình sơn đó các bạn, là đương nhiên mình phải nhúng cọ vào sơn và mình quét trên cái bề mặt này ha. Nhưng khi mà mình quét một tí xíu đó các bạn, thì cái cọ này nó đã hết sơn rồi, và mình lại tiếp tục mình chấm và mình sơn. Thì để hạn chế cái việc mà mình mất công mình nhúng sơn liên tục như thế này đó các bạn, và bây giờ các bạn mua cho mình một cái cọ, cái cán nó bằng nhựa như thế này các bạn. Và mình sẽ mở cái phần cán và cái phần lông cọ ra các bạn ha. Ở cái phần lông cọ đó các bạn, thì bây giờ các bạn khoan ở chỗ này cho mình một vài lỗ. Nếu mà các bạn muốn sơn ra nhiều á, thì mình sẽ khoan nhiều lỗ. Và muốn sơn ra ít á, mình sẽ khoan một lỗ hoặc hai lỗ. Vì khi mà mình khoan cái lỗ này nó nhiều quá đó các bạn, thì sơn nó sẽ chảy ra nhiều, lúc đó mình sẽ sơn không kịp. Ở cái cán cọ đó, thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra, vì trong cái cán cọ này nó rỗng các bạn.
Sau đó đó các bạn đặt lên một cái nắp chai nhựa, mình lấy dấu nó, xong sau đó mình cắt cái nắp chai này ra. Và sau đó dùng silicone nóng mình dán lại những cái chỗ bị hở đó các bạn, dán cho kỹ và cho thật kín ha. Và cuối cùng á thì mình đổ sơn vào cái chai nhựa này và vặn nắp vào. Và như vậy là mình cứ thế mình sơn cho đến khi hết sơn thôi các bạn.